Bây giờ là thời gian dành cho chuyển động trong tay của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang trực tiếp lúc 11 giờ 30 phút hàng ngày. Thưa quý vị, quả bóng vàng là giải thưởng cá nhân đầu tiên và danh giá nhất dành cho cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất Việt Nam trong năm. Sau lần thứ 5 nhận giải vào tối qua, tiền đạo Huỳnh Như trở thành cầu thủ giành nhiều quả bóng vàng Việt Nam nhất lịch sử. Năm rồi, nữ cầu thủ giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh lập cú đúp danh hiệu ở giải nữ du lịch quốc gia và cúp quốc gia. Cô cũng là đội trưởng nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31, rồi vé dự World Cup nữ 2023 lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, dấu ấn đậm nét nhất là việc Quỳnh Như chuyển tới Bồ Đào Nha thi đấu cho Auckland FC từ tháng 8 năm 2022 và ngay lập tức tạo ra nhiều dấu ấn. Sau 16 trận, cô ghi 6 bàn và kiến tạo 2 bàn, trở thành chân sút có hiệu quả tốt thứ hai của đội. Những thành tích này giúp tiền đạo tạo ra điểm vượt trội so với các ứng viên khác tại hạng mục cho nữ quả bóng vàng Việt Nam năm 2022. Quỳnh Như quê ở Trà Vinh và trưởng thành trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2009. Sau 12 năm gắn bó, cô giành 7 chức du lịch quốc gia, 4 cúp quốc gia. Ở cấp đội tuyển, nữ cầu thủ giành 3 huy chương vàng SEA Games, 1 chiếc du lịch AFF Cup và giành vé dự World Cup nữ. Cô cũng đang nắm kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển với 59 bàn, hơn kỷ lục cũ của đàn chị Lưu Ngọc Mai 2 bàn. Ở hạng mục dành cho nam, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết lần thứ 2 cầu thủ giành quả bóng vàng Việt Nam 6 lần đầu vào năm 2020. Văn Quyết là cầu thủ góp công lớn giúp câu lạc bộ Hà Nội giành cú ăn ba vô địch V-League, cúp quốc gia và siêu cúp quốc gia 2022. Tại V-League năm rồi với 6 bàn thắng và 5 kiến tạo, Văn Quyết giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Giành quả bóng bạc là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Ấn tượng là đóng góp của cầu thủ này ở cấp độ U23 và đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ ghi 2 bàn và góp công giúp U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31. Tại AFF Cup 2022, Tiến Linh ghi 6 bàn thắng để trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu vua phá lưới AFF Cup 2022 với 6 bàn thắng được ghi. Những danh hiệu đạt được sẽ giúp các cầu thủ tiếp tục cống hiến cho môn thể thao vua, giúp bóng đá Việt Nam tiếp tục vươn ra thế giới. Những ngày qua, vụ việc bắt giữ nhà báo Hàn Ni và hai luật sư có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, nhận được sự quan tâm của dư luận. Chiều tối qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin chính thức. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết mở rộng điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định ông Đặng Anh Quân, 45 tuổi, ngụ xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp tham gia nhiều buổi live stream. Ông Quân phát ngôn, bình luận cùng với tương tác với Nguyễn Phương Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân. Hôm qua, phòng PC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Đặng Thị Hằng Ni, 46 tuổi và Trần Văn Sĩ, 66 tuổi, cùng ngụ Thành phố Hồ Chí Minh về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự. Các quyết định và lệnh được Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố tiếp nhận thụ lý xác minh tố giác của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng, tố cáo bà Đặng Thị Hằng Ni và đối tượng Trần Văn Sĩ đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm và xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Quá trình điều tra xác minh, cơ quan công an xác định Đặng Thị Hằng Ni và Trần Tiến Sĩ cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên kênh YouTube với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền cơ bản của công dân. Hai ngày qua, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông tới một văn phòng công chứng nhưng có hành vi khó chấp nhận. Không dừng lại ở việc chửi bới, người này còn có hành vi phản cảm, nhổ nước bọt và đá vào mặt nữ trưởng văn phòng khiến dư luận bức xúc.
Qua xác minh, đoạn clip được ghi lại tại văn phòng công chứng NTT có địa chỉ tại phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, và người phụ nữ bị hành hung tên là NTT là công chứng viên, trưởng văn phòng công chứng. Người đàn ông hành hung trong đoạn clip là J. Thời gian qua, người này nhiều lần có hành vi chửi bới, đe dọa đến cá nhân nữ trưởng văn phòng. Liên quan đến sự việc này, bà T làm đơn cầu cứu, gửi thiếu tướng Đinh Văn Nơi, giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, vụ việc này xuất phát từ mâu thuẫn trong việc quản lý văn phòng công chứng. Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ. Sắm vai khách hàng đến tiệm vàng hỏi mua chiếc lắc rồi bất ngờ dở chiêu cướp giật. Sau gần 2 giờ tìm đường tẩu thoát, đối tượng gây án bị các trinh sát hình sự công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận bắt giữ. Tối qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Tuấn Anh, sinh năm 1995, trú tỉnh Ninh Thuận, để điều tra và xử lý về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, Tuấn Anh giả vờ đến mua vàng và cướp luôn chiếc lắc hơn 2 lượng, sau đó đem bán cho tiệm vàng Kim Thoại gần đó, nhưng bị chủ nghi ngờ nên dò hỏi chi tiết. Với sự nhanh trí và những câu hỏi của chủ tiệm nên đối tượng sợ lộ, nhanh chân tẩu thoát bỏ lại chiếc lắc vàng. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự bắt giữ nghi can là Lê Tuấn Anh khi đang đi trên đường Trần Nhân Tông, khu phố 8, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Phương tiện đến cơ sở y tế, đồng thời duy trì băng ép bất động. Nếu bệnh nhân khó thở thì hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt hoặc bằng phương tiện y tế có tại chỗ như bóp bóng, máy thở xách tay. Chuyên gia cũng khuyến cáo người dân không sử dụng các biện pháp như cố gắng hút nọc độc của rắn, trích, rạch, châm, chọc tại vùng vết cắn, gây điện giật, chườm đá, sử dụng hòn đá chữa rắn cắn. Không sử dụng các loại thuốc dân gian cổ truyền chữa bằng mẹo như cố gắng bắt hoặc giết rắn, bởi tất cả các biện pháp này đều không mang lại hiệu quả mong muốn và chưa có cơ sở khoa học chứng minh. Các bác sĩ cũng khuyến cáo, thông thường rắn khá sợ người nên sẽ bỏ đi nếu thấy có người đến gần và chỉ cắn khi cảm thấy bị đe dọa. Vậy nên mọi người có thể tránh bị rắn cắn bằng một số cách như là tránh bắt hay là chọc phá rắn, mang ủng, quần dây và găng tay nếu tới những nơi có thể có rắn. Ngoài ra, cần tránh tới những nơi có thể có rắn như những khu vực có cỏ cao, bụi cây tùm, hoặc là hang hốc có nhiều gạch đá, lâu không có người đi tới. Đây là cách để mỗi người tự bảo vệ chính mình trước những loại rắn độc nguy hiểm. Thưa quý khán giả, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Cơ quan Đầu mối Y tế Quốc tế cho hay, tại tỉnh Phrey Vinh của tỉnh Campuchia, thì bước đầu ghi nhận 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm A cầm AH5N1 độc lực cao, trong đó thì có 1 trường hợp tử vong và 1 số trường hợp nghi mắc bệnh. Trước tình hình này, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ngành y tế 20 tỉnh thành phố phía Nam, nhất là những tỉnh có tuyến biên giới với Campuchia, triển khai gấp biện pháp phòng cúm. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Y tế 20 tỉnh thành phố phía Nam tập trung giám sát, phát hiện các trường hợp. Cảnh sát giao thông cả nước vẫn đang trong đợt cao điểm xử lý lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn. Qua đây cho thấy việc mạnh tay của ngành chức năng là không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Việc xử lý nghiêm giúp người dân thấy rõ tính chất nguy hiểm của việc vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, từ đó lan tỏa sâu rộng văn hóa đã uống rượu bia không lái xe trong đời sống xã hội. Thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 15 tháng 11 năm rồi đến ngày 15 tháng 2 năm nay, các lực lượng của đơn vị này xử lý 75.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 123 tỷ đồng, tạm giữ hơn 16.000 phương tiện các loại. Hiện thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Qua ghi nhận, nhiều lái xe khi uống rượu bia vẫn điều khiển xe. Khi gặp các tổ cảnh sát giao thông yêu cầu thổi nồng độ cồn vào máy đo chuyên dụng thì thường không chấp hành. Không ít trường hợp gọi cứu trợ từ người thân và giới thiệu người thân có địa chỉ trong xã hội để tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm. Tuy nhiên, xử lý nồng độ cồn của ngành chức năng không có ngoại lệ, không có vùng cấm.
cảnh sát giao thông đang tăng cường xử lý nồng độ cồn. Nhiều tài xế ám ảnh vì sợ bị xử phạt. Mức phạt vi phạm nồng độ cồn rất nặng, ngoài số tiền phạt lớn còn bị giữ xe, tước bằng lái. Trong khi đó, nhiều lúc tài xế trót cả nể, vui với bạn bè, người thân, ly rượu, cốc bia. Nhiều người đặt vấn đề, nếu giờ uống rượu bia rồi, không gọi lên xe điều khiển phương tiện mà chỉ dắt xe máy từ quán nhậu về nhà thì có bị cảnh sát giao thông kiểm tra và xử lý vi phạm nồng độ cồn hay không? Các chuyên gia lý giải thắc mắc này. Theo luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, pháp luật hiện hành quy định đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy, ô tô không được phép trong máu, trong hơi thở có nồng độ cồn hay chất kích thích. Mọi người điều khiển phương tiện vi phạm quy định này sẽ bị xử lý theo quy định. Trong trường hợp chỉ dắt xe mà không ngồi lên xe để điều khiển thì cảnh sát giao thông không có căn cứ xử lý vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, luật sư Diệp Năng Bình cho biết nếu như trường hợp người điều khiển phương tiện uống rượu bia mà thấy cảnh sát giao thông rồi xuống xe dắt bộ để né chốt là một trong những hành vi đối phó thì có thể bị xử lý. Với tình huống này, nếu cảnh sát giao thông có căn cứ trước đó người uống rượu bia điều khiển xe hoặc là có camera ghi lại hình ảnh trước đó người uống rượu bia điều khiển xe mà khi tới gần chốt của cảnh sát giao thông người này xuống dắt xe máy qua thì việc cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn, xử phạt vi phạm là đúng như quy định. Liên quan nội dung này, một cán bộ đội cảnh sát giao thông số 6 công an thành phố Hà Nội cho biết trường hợp cố tình xuống dắt xe khi gặp chốt cảnh sát sẽ dừng xe kiểm tra theo đúng quy định. Vì trong tổ công tác tổ chức bố trí lực lượng quan sát từ xa hoặc sẽ có người đi đường làm chứng. Nếu tài xế vi phạm nồng độ cồn cố tình đối phó bằng việc gặp cảnh sát giao thông thì dừng xe vẫn sẽ bị xử lý theo quy định. Những ngày cuối tháng 2, nhiều người dân và du khách nước ngoài tìm tới check-in tại khu đô thị Shibuya, Hà Nội, nơi có con đường hoa ban nở rộ vô cùng đẹp mắt. Khu vực đường Bắc Sơn giao với đường Hoàng Diệu là một con đường có nhiều hoa ban trắng nở đẹp nhất Hà Nội. Những cây hoa ban đua nở khiến nhiều người ngỡ như đang lạc giữa núi rừng Tây Bắc. Mùa hoa ban thường kéo dài đến hết tháng 3 và lụi dần vào tháng 4. Những cánh hoa ban hòa trộn giữa màu trắng và tím nhạt bùng nở rực rỡ, thu hút rất đông người dân đến để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ về mùa ban nở. Đây cũng là thời điểm nhiều người dân thủ đô náo nức ghi lại những khoảnh khắc với hoa ban, lưu dấu khoảng thời gian giao mùa giữa xuân sang hạ. Tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa diễn ra lễ đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận bảo vật quốc gia đối với Thạp Đồng Văn Quả Đông Sơn và ra mắt Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng. Thạp Đồng Văn Quả Đông Sơn là sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của văn hóa Đông Sơn, có niên đại cách ngày nay từ 2200 cho đến 2300 năm. Điểm độc đáo của Thạp Đồng Văn Quả Đông Sơn là hoa văn trang trí sắc nét, trong đó có những con thú được đúc trong tư thế vận động, bố cục cân đối hài hòa. Qua đây đóng góp tư liệu mới xác thực cho việc tìm hiểu và nhận thức lịch sử văn hóa thời dựng và giữ nước đầu tiên của dân tộc. Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng thành lập theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh từ năm 2017. Đến nay, nơi đây sở hữu và lưu giữ khoảng 5.000 hiện vật có giá trị về văn hóa, nghệ thuật và lịch sử. Bảo tàng được thành lập và hoạt động nhằm nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam và thế giới, phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu và hưởng thụ của nhân dân. Mới đây, ông Nguyễn Thế Hồng, chủ sở hữu Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp ký kết thành công thỏa thuận chuyển nhượng ấn vàng Hoàng đế chi bảo với giá 6.100.000 euro với hạng đấu giá Milan và đang tiến hành các thủ tục để đưa ấn vàng về Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Thông tin vừa rồi cũng khép lại Chuyển động Đồng Tây trưa nay. Cảm ơn quý khán giả dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.